Chào chú anh chị và các bạn. Thuyền đen có mặt trên bãi biển Nha Trang vào buổi đêm nghe sóng vỗ. Trên bãi biển Nha Trang sóng vỗ rì rào. Sóng vỗ đã to rồi mà xe xe trên bãi biển. Thuyền đen nghe tiếng múa lân. Tiếng sóng biển đã to mà trên bãi biển có một đội múa lân rất là to. Thuyền mời cả nhà đi xem múa lân trên bãi biển Nha Trang. Mời cả nhà theo chân Thuyền nhé. Trên bãi biển đông không cả nhà? Bãi biển giờ ban đêm rất là đông. Trên bãi biển có một đội múa lân đang múa rất là nhiều. Mời cả nhà theo chân Thuyền xem múa lân trên bãi biển Nha Trang. Xe có đội đang múa lân ở cả nhà. Mời cả nhà theo chân Thuyền vào xem múa lân. Thank you.